hồi em học rồi em đi làm như vậy, tiếng Anh em tự luyện vậy đó. Em tự luyện trong vòng bao nhiêu lâu là em tự luyện được PTE? Em biết là anh có dạy nhưng mà em tự luyện để tiết kiệm tiền đúng không? Dạ đúng đúng rồi. Thì ngày nè anh Tâm, em tự luyện nhanh lắm, tức là sau Tết vô thì khoảng 3 tuần. Tức là một tuần là em tìm hiểu cấu trúc đề, cách chấm điểm và chính 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 cái phần mà ăn điểm để em mục tiêu PTE 50, nên là em tìm hiểu chính phần ăn điểm cho cái mục tiêu đó thôi. Sau đó thì 2 tuần á, là em luyện từng phần á. Xong rồi một tuần cuối là em lên em luyện đề, ngày nào em cũng làm 2 đề hết. Thì tại vì em là em có nền em có nền tảng đó anh Tâm, tại vì em học 4 năm đại học á, là em học ở Việt Nam nhưng mà em học chương trình liên kết với nước ngoài, nên là em học giáo trình của tiếng Anh hết, và giáo viên Việt Nam dạy thì cũng nói bằng tiếng Anh 50, tiếng Việt 50, nên là em cũng có cái nền tảng, nên là em luyện thì nó nhanh. Rồi, em luyện trong vòng 3 tuần đó là xong rồi, em thi một phát là được rồi đúng Dạ em thi phát được 54 điểm. không? Mà bình thường người ta yêu cầu em có 30 đúng không? Người ta yêu cầu 30 mà đúng không? Dạ đúng rồi, yêu cầu 30 ạ. Sao chị hai yêu cầu tự đặt cho mình mục tiêu 50 vậy? Tại vì em nghĩ là mình đang cạnh tranh hồ sơ với mọi người á anh, kiểu vậy á, thì Là mình kiểu như đúng không? cái kỹ năng của mình nó nên khá khá một xíu, mà em nghĩ nha, nó cũng không nên là 80 hay là 70 đâu, tại vì em thấy kiểu người ta cái visa này là người ta mong muốn mình đi du lịch rồi mình đi về thôi, chứ đâu có gì đâu mà kiểu như mình giỏi quá thì em thấy nó lại người ta lại sợ á. Nên là em thấy kiểu 50 là chuẩn chuẩn. Đó. Nhưng mà theo kỹ năng của em á, em tự luyện em có nghĩa sau này nếu mà em muốn định cư hay là em muốn mong muốn gì cao hơn hoặc là đi học rồi đó, em nghĩ em luyện lên 65, 79 là em luyện nổi không? Theo khả năng của em á. Nếu mà 79 thì em thấy không nổi. Nó cần có người hướng dẫn và học theo lộ trình, chắc em nghĩ là em cũng phải 6 tháng tới 1 năm mới đạt được cỡ trên 70 anh Tâm. Tại vì lúc mà luyện 50 là em luyện tủ hết hả? Cả cái mấy cái bài đọc là em học tủ hết luôn á. Rồi. Ok, rồi. Anh hỏi là chi phí thi ở Việt Nam bao nhiêu tiền? Việt Nam hả? Bữa đó là em đóng là 4 triệu 2 á. Bốn triệu hai. Rồi, ok. Thì bây giờ anh mới cộng lại nha. Tổng bây giờ là bắt đầu chi phí tiếng Anh là 4,2 triệu nha. Rồi còn cái chuyện em tự học là em không có tốn tiền ha. Rồi, ok, xong. Rồi bây giờ chuyển qua bên nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ đó, bây giờ em nói cho anh nghe đi, cái vụ nộp hồ sơ đi thi đi apply visa 462, em nộp hồ sơ em tốn hết bao nhiêu tiền, và trước khi em nộp hồ sơ đó em đi làm giấy tờ rồi nó tốn khoảng bao nhiêu tiền? Thì mấy bạn nói là 20 triệu không có đi qua đây được đó, thì bây giờ bạn nào đủ điều kiện á, thì đấy thôi. Rồi bây giờ nộp hồ sơ của em nó tốn hết bao nhiêu tiền em tự nộp đúng không? Đâu có tới 20 triệu đâu, để em Rồi, cộng nè. Bây giờ em cứ nói đi, lát em đang cộng cho nghe. cái phí visa là khoảng 8,5 triệu nè, Rồi và khoan, chi 8 triệu rưỡi đó nha. Mai mốt em qua đây em được lấy lại 8 triệu rưỡi. phí visa 8,5 triệu nè, thi tiếng Anh 4,2 triệu nè, Rồi, 8 rồi rưỡi 42 cộng lại nhé. khám khám sức khỏe khám khám sức khỏe 2 triệu tổng 3. quát hai hai Rồi, triệu bao rưỡi nhiêu tiền? xong rồi 400.000 làm sinh sinh chắc học sinh chắc vân tay, quét dấu máy dấu vân tay nữa là 400, rồi mấy cái lặt vặt là photo hồ sơ giấy tờ in nhiều chụp hình đồ này kia thì cho 100.000 đi, đâu tới Rồi, hai 15 chục triệu. Rồi, là nộp em có quen biết ai bên này không? Em có đưa tiền cho ai không? Hay là em tự làm từ A tới Z hết? không, em thì không có quen biết ai hết, nói như là tự làm rồi có một cái kiểu như là có mấy cái group cộng đồng á, thì mình lên mình đọc những cái bài post, hỏi những câu hỏi của mọi người, rồi có thắc mắc thì mình lên mình hỏi, xong rồi mình thấy mấy anh chị nào mà đi trước rồi đó, cái tự nhiên mình nhắn tin mình nói là em đang có mong muốn nộp visa mà em còn thắc mắc cái này, anh chị chỉ em với, cái mình thắc mắc gì mình hỏi cái người đi trước người ta chỉ mình, xong rồi cái em tự nộp thôi. Rồi, ok. Rồi, giờ là khoảng 10, cho là 16, 17 triệu rồi đúng không? Không có tới số tiền lớn đúng không? Rồi.
Điều kiện của visa này cũng dễ mà, theo anh biết là em dư điều kiện đúng không? Bây giờ em nói coi điều kiện visa này là như nào để cho Điều mấy bạn kiện khác visa mà này được biết. thì trước hết là cái đầu tiên là khi mà mình nợ visa thì cái tuổi của mình là nó phải dưới 30 tuổi. Cái thứ hai là mình có bằng đại học hoặc là mình chứng minh là mình có học 2 năm đại học rồi, hoặc là mình có bằng cao đẳng rồi, chứng minh tài chính thì khoảng 100 tới 150 triệu. Em Dạ. có đủ 100 rưỡi Em triệu trong tài khoản không? thấy có nhiêu đó thôi. Em có đủ 100 À, rưỡi triệu trong tài khoản của em không? em thì đợt là em chứng minh 150 triệu anh Tâm. Nhưng mà trong tài khoản em có không hay em làm cách nào? Tốn phí bao nhiêu? Nói luôn Cái này đi thì em để. nó hơi dạ, thì cái này thì em cũng chia sẻ luôn, thì nó cũng em cũng làm một cách riêng của em, là lúc đó em cũng không đủ 150 triệu, thì em mới nhờ một cái bên dịch vụ chứng minh tài chính, thì cái này là em tốn phí 1,7 triệu để mà cái bên đó làm cho em cái sổ tiết kiệm để em chứng minh tài chính, thì em tốn cái phí là 1,7 triệu để mà có cái sổ tiết kiệm 150 triệu để nộp. À Cái đó là nó hơi cao rồi đó, nếu mà em quen là cho em tốn có 1,2 triệu à. thì đó, Tại tại vì vì kiểu tại cũng vì sao biết không? có người giới thiệu. Thì đó, thì có người giới thiệu, có hoa hồng Thì á, đó, đối với cái em thì cái lúc mà cái khó khăn nhất là cái việc chứng minh tài chính anh Tâm, tại vì lúc mà em đi hỏi mấy cái ngân hàng á, người ta bảo là 1 tỷ người ta mới chứng minh cho cái rồi vậy đúng á, rồi xong đó. Bây rồi giờ là em em nói cũng phải thêm nha, đi tìm. anh nói thêm cái này để cho mấy bạn biết là đa số mấy bạn nghĩ là mấy bạn là mà đi du học sinh á, đa số mọi người nghĩ du học sinh gia đình phải giàu có lắm đúng không, phải phải trong đầu em không? Mấy bạn khác cũng suy Dạ nghĩ đúng du rồi. học sinh là trong đầu là giàu có rồi, mấy đứa du học sinh là Dạ chắc đúng nó rồi. giỏi lắm ha nè, mấy đứa du học Dạ sinh là gia đình chắc ở bên này chắc làm ăn rồi khá giả lắm mới có dư tiền cho con đi học sinh, đi 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 qua Úc học, rồi Úc học học phí Dạ chi đúng rồi. phí Hồi trước được học phí em cũng nghĩ cao là một là gia đình có nền tảng giàu, hai là phải học rất là giỏi thì mới có học bổng. à, Vậy rồi ok. Anh không có thuộc hai hai loại đó luôn, đi. mà anh không phải một mình anh ở Úc không nha, rồi anh hướng dẫn cho nhiều nhiều em của anh nè, rồi học rồi mấy bạn không phải em là em ruột cũng có nè, rồi cousin mấy người em họ cũng có, rồi thêm nữa là học trò cũng có đi qua đây rất là nhiều, mà người ta bây giờ người ta có citizen hết rồi, thì bây giờ rất là nhiều phụ huynh bên học sinh, phụ huynh với là học sinh bên Việt Nam đang có cái suy nghĩ vậy, nên các bạn bỏ hết mấy cái cơ hội thôi, các bạn bỏ cơ hội thì bây giờ cơ hội đó nó thuộc về người khác thôi. Trâu chậm uống nước đục thôi à, đó các bạn, cơ hội tới rồi mấy bạn không chịu, cờ đến tay mà các bạn không chịu phất thì người khác cầm người ta phất thôi đúng không, người ta phất thì đời họ phất lên luôn, nó đơn giản vậy thôi. Rồi ok, rồi hồi nãy cái chuyện của em là 1,7 triệu, tại sao anh nói là chỉ có 1,2 triệu hoặc là 1 triệu à? Tại em suy nghĩ đi, chứng minh 1 tỷ á thì ngân hàng á nó kiếm được 3 triệu 5 triệu, mà bây giờ em bắt chứng minh có triệu trăm, trăm rưỡi triệu à đó đúng không, thì đó nên cái phí của nó phải cao hơn so với 1 tỷ rồi đúng không đó. Rồi mà ngân hàng nó làm cái này mình thấy từ hồi 15 năm trước, 17 năm trước mình đã làm cái này rồi các bạn, ba mẹ mình làm gì có tiền bỏ trong ngân hàng, tiền đi ra ngoài kinh doanh hết chứ làm gì có tiền bỏ trong ngân hàng mà cho mình đi học qua bên này, làm Dạ, mà chỉ có là thôi, toàn là đi làm sổ tiết kiệm rồi xong trả tiền cho người ta thôi rồi xong á đó. Rồi ok em nói thêm cái gì rồi đi. thì em nói ý là cái lúc là chỉ sợ những cái điều mà mình không biết thôi, giống như là cái việc chứng minh tài chính này nó cũng làm em mất một khoảng thời gian mà em mới nộp trễ anh Tâm, thôi là cuối tháng 2 em mới nộp, tại vì hồi tháng 10 là em đã quyết định là em muốn đi rồi nhưng mà cứ không có đủ tiền, xong rồi mình nghĩ là mình đi nộp mượn dòng họ hay đồ gì kia mình cũng không dám, mà mình đi làm mình để dành thì để dành hoài nó cũng không đủ, xong rồi không có biết cái vụ mà có thể chứng minh tài chính này luôn á, cái xong rồi em cứ đọc comment rồi đọc những cái bài chia sẻ của mấy anh chị đi trước đó, cái tự nhiên có một comment là nói là có thể chứng minh tài chính được đó, xong rồi là em mới nhắn tin em mới hỏi anh đó, xong rồi anh mới chỉ cho em. Rồi. Nên là em cũng mất 4 5 tháng là mình đâu có nộp được đâu, mình cứ ngồi mình để dành tiền. Rồi cái 4 năm tháng đó là em mất bao nhiêu tiền rồi? Nếu 4 năm tháng đó em đi qua đây trước thì cuộc đời em nó đã khác nữa rồi. Dạ Rồi rồi, ok thôi bây giờ mình quay trở lại câu chuyện của ngày hôm nay là em nộp
ngày nào, tháng nào và có visa bao lâu. Thì nhiều bạn hỏi là, có nhiều bạn rất là nhanh nha, mấy bạn có 1-2 ngày sau là mấy bạn có visa. Có nhiều bạn đợi nguyên năm luôn. Rồi có nhiều bạn là 3 tháng, bạn 6 tháng. Thì bây giờ trường hợp của em là bao nhiêu lâu? Dạ, em thì là em nộp cuối tháng 2, nhưng mà sau đó thì ngày 2 tháng 3 thì em mới biết là em nhấn cái nút confirm trên cái biểu mẫu của mình đó anh Tâm. Thì là ngày 8 tháng 3 là em có. Thì nó Số em đó là cũng thuộc loại là số hồng rồi đó, số đỏ rồi đó. Dạ, đúng rồi anh, tại vì nộp tháng 3 là nó đã trễ rồi, nó đã trễ so với người ta quá trời rồi. Mà trong vòng tuần mới xét, các bạn thấy không, may mắn á. Nói chung là trời không bao giờ phụ người có lòng á đó, người nào chịu có may mắn hơn. Có lòng à. Thì cái về việc mà học về cách nộp visa 462 thì em cũng coi những cái video trên YouTube của anh Tâm nhiều á. Anh Tâm cũng có, nhưng mà ít visa 462 thì anh Tâm chưa có nhiều video bằng mấy cái du học với lại doanh nhân, nên là có cái nào thì em coi cái đó. Và khi mà em quyết định đi Úc á, tức là em tìm hiểu thêm là để xem là thật sự là Úc có hợp với mình không, có hợp với những cái mong muốn tương lai của mình không. Thì qua anh Tâm là em coi rất nhiều video về anh livestream, xong rồi anh chia sẻ về cuộc sống của Úc, rồi mức lương của Úc, rồi ngành nghề lao động công việc như thế nào. Thì là em coi là em nắm được cái đó, xong rồi em mới có cái quyết tâm là cái này là đúng là cái nước là đáng sống với mình, giờ mình rất là muốn được định cư ở đây, thì mới quyết tâm là, xong rồi mới cố gắng mở cách để mà đủ điều kiện để nộp visa. Rồi sau khi mà em đậu rồi á, thì tiếp theo là cái bước mà mình nghĩ tới những cái tương lai xa hơn là giờ cách nào để định cư đây, rồi qua bển là mình làm cái công việc gì để mà có thu nhập cao. Thì như là visa 462 thì qua bển đa số thì ngôn ngữ mình cũng chưa có như người bản địa được, thì mình chỉ có thể làm những cái việc lao động phổ thông thôi, làm phục vụ, làm phụ bếp, rồi đi làm farm, đi hái trái cây đó. Thì em mới có những cái thắc mắc như vậy đó, xong rồi cũng là những cái tháng ngày mà tiếp tục đi đọc comment dạo và đi theo dõi những cái anh chị đi trước, cũng nhắn tin hỏi. Rồi em hỏi chắc tới đây là cũng phải 20 mấy người rồi đó. Giống như là mới đầu là tính đi làm farm phải không, là sẽ hỏi mấy anh chị mà từng đi làm farm, hỏi công việc nó cực khổ làm sao, rồi tiền kiếm bao nhiêu. Xong rồi là tính đi làm barista thì mình cũng đi hỏi mấy anh chị đấy. Thì xong rồi về cái việc mà để định cư á, thì em cũng cũng tìm hiểu về làm điều dưỡng nè, xong rồi em cũng đi hỏi, xong rồi em tìm hiểu về làm bếp được nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng thì em thấy nó cũng chưa có định hình được, và cũng chưa có tự tin với để lựa chọn cái lựa chọn nào cả, thấy nó cũng hơi rối rối đó. Giờ mình 462 thì mình có 3 năm ở Úc thôi mà bây giờ tính đi làm 2 năm thì tiết kiệm được có 1 tỷ đi, nhầm 1 tỷ đi, thì giờ đi học đại học thì thấy đóng học phí thì nó cũng muốn hết cái tiền mình làm rồi, coi như là thấy là đi làm để dành tiền đi học là hết luôn thì mới định cư được. Xong rồi thấy cũng không ổn đó, thì là mấy mấy nhắn tin cho bên mấy bạn tư vấn của anh Tâm, cũng nói chuyện với mấy anh chị mấy ngày đó, xong rồi mới quyết định là thôi giờ mình phải gặp anh Tâm để được anh Tâm hiểu về cái mong muốn của mình, hiểu về cái nền tảng của mình. Để anh Tâm thì mình thấy là có kinh nghiệm mười mấy năm ở Úc rồi, thì cũng dẫn dắt nhiều bạn rồi, thì mình bỏ ra một khoản phí mà mình được những cái trải nghiệm đó để mình được cố vấn thì nó hay hơn là mình tự mò đó, nên là em quyết định gặp anh ạ. Rồi ok, thì bây giờ cái chuyện mà tất nhiên là khi mà bước qua đây là tất cả các bạn đều phải suy nghĩ tới chuyện mà phải gia hạn đúng không? Thì cái chuyện mà lo đi làm chỗ nào mà để mà gia hạn á, thì cái đó là có sẵn cho em rồi ha. Em qua đây em cứ việc mà lên trên đó em làm thôi, anh xin việc cho em luôn á. Đó, đó. Có, nói chung là các bạn có muốn mình được mình giúp không thôi, đúng không? Đó, rồi có việc mà em muốn đi làm buổi chiều hôm bữa anh có tư vấn rồi, tư vấn cho em cũng cả tiếng á. Thì nói việc làm á, anh nói rồi. Bây giờ anh nói lại, tóm tắt lại để cho các bạn khác cũng theo dõi cũng biết luôn. Là việc làm là nên đi làm buổi chiều. Để ban ngày để làm cái gì? Em đi làm buổi chiều á là em có thu nhập khoảng từ 1.200 cho tới 1.500 một tuần. Thì một tháng là em phải đâu đó em phải có cho anh $5.000.
làm buổi chiều nha. Đó. Rồi, còn buổi sáng á là em đi học cái gì đó em học. Học ở đây không phải là suy nghĩ là đi vô trường đại học học nha. Mấy bạn lúc nào cũng suy nghĩ là học phải vô trường đại học học không? Học ở đây học trường đời cũng được đó. À ok, cuộc sống của Út làm sao? À đi ra chợ nè. Rồi đi học lái xe nè. Rồi xong đi tới học những cái nghề nào mà mấy bạn gái đang làm nè. Rồi đi học đi làm sao mà để tìm hiểu thêm về một cái trường nào đó, hoặc là đi vô trường để học cũng được, nhưng mà đi vô đó coi cảnh mấy bạn khác học rồi này nọ, chứ không phải là đi vô đó vô học mới qua đây có mấy ngày làm gì đó, cứ đi vô đó coi cái cuộc sống đó nó phù hợp với các bạn không, chưa gì hết mà cứ nhào vô đây toàn muốn vô trường để học học không à, mấy bạn toàn là muốn làm thầy của người ta không à, muốn toàn là giáo sư tiến sĩ rồi không à, chứ không có ai muốn chịu làm thợ đó. Đó rồi sau đó làm gì nữa, hiểu cái cuộc sống ở bên này rồi sau đó mới hiểu được ở bên cái cuộc sống ở bên Úc này á là ai cũng như nhau đó, cho dù ông tiến sĩ hay là một cái người quét rác thì cũng như nhau thôi, không có ai mà khác nhau đó. Ở bên này nó rất là công bằng, không có ông nào lớn, thậm chí nó chửi luôn thủ tướng của nước Úc, nó chửi thoải mái. Thủ tướng mà làm ngu thì nó chửi ngu thôi, thủ tướng mà gọi là trí thông minh thấp thì nó chửi trí thông minh thấp, thậm chí nó còn vẽ hình nó cắm sừng lên đầu mấy ông thủ tướng, cũng chuyện rất là bình thường. Đó là cái nước tự do ngôn luận là nó vậy, nó bình thường. Ai ai có quyền chứ đúng không? Nó khác ở nước ta đó, nhiều lắm các bạn. Thì qua đây các bạn sẽ hiểu cuộc sống nhiều hơn. Rồi đi vào thư viện, em vào thư viện đi, em coi cái những cái mà anh nói có đúng không? Vô thư viện sách tiếng Việt cũng có, sách tiếng Anh cũng có. Rồi em phải ở vào thư viện, vô thư viện mới có cơ hội để em luyện tiếng Anh được đúng không? Em nói chuyện với mấy người thủ thư, em nói chuyện với những người Úc ở trong thư viện thì tiếng Anh em mới khá là được. Rồi em đi làm là em phải đi làm giúp tay để tiếng Anh em khá. Mấy bạn ở Việt Nam qua đây á, hồi nãy anh có nghe em nói em đi chuẩn bị đi qua làm nhà hàng, làm phụ bếp rồi nọ, nó vô đó toàn làm những người Việt, rồi cuối cùng sao? Còn nhiều bạn vô đó làm 9 tháng 10 ngày luôn á, trỏng luôn, xong luôn á, trở luôn á, rồi cuối cùng xong luôn, không biết gì về nước Úc luôn, chỉ có biết cắm đầu đi làm rồi về rồi làm rồi về đó. Bây giờ mình nói bạn nào mà cứ cố gắng mà đi làm là không sao đâu, mình nói là chỉ có đi làm buổi chiều thôi, còn buổi sáng là phải lo đi luyện và đi học một cái gì đó, tiếng Anh khá lên, biết lái xe, sau này có dù đi làm farm hay gì nữa cũng lái xe đi được, cũng ngon hơn người khác rồi. Hoặc là trong chỗ farm mà cần người lái xe leo lên lái được, hoặc là cần người lái xe gì đó forklift em cũng lái được luôn, cứ học hết đi, đừng có sợ gì đó. Ví dụ như này ở đây anh đang làm đang sửa một mấy cái nhà này, có mấy bạn nữ đang làm ở trong này nè, lát nữa anh dẫn vô coi, có gì đâu. Con gái con trai làm láng hết, đừng có nói là con gái là không được, đông người làm thợ sơn cho mình, làm phụ nữ không có sao đâu. Rồi nữ còn làm giỏi hơn nam nữa đó, đừng có nói nam chỉ có làm mấy nghề nào nặng thôi. Trong đội của mình nó ngày xưa là mình có tới 4 người phụ nữ, nói phụ nữ thôi chứ mấy bạn nó trẻ lắm, mấy bạn nó học y tá, rồi có bạn học bếp, mấy bạn giỏi cực kỳ. Nên nữ nó rất là nhiều việc cho nữ làm, nên các bạn cứ yên tâm, miễn là sao các bạn lái xe được cho mình là được, rồi là xong. Rồi sức khỏe ok để đi làm, nhớ làm chút xíu, mới có làm chút xíu là công chúa lá ngọc cành vàng đúng chứ. Rồi, em mệt quá thôi em về em ngồi nghỉ, rồi thôi đi thẳng về Việt Nam luôn đi em ơi. Rồi ok đó, rồi anh muốn nói cho em biết như vậy á, qua đây thì đúng theo kế hoạch đó mà làm, còn cái việc đi xin việc thì rất là đơn giản, không có khó, quan trọng là sau này thôi, chứ cái việc mà mới ban đầu thì anh nói với bạn với Uyên với lại mấy bạn khác luôn, mấy bạn có suy nghĩ mới qua nhiều bạn cứ đâm đầu lên farm quất luôn, lên farm cho nó xong hết 3 tháng hay 4 tháng gì đó xong rồi mới về lại đất liền. Mà mình nói các bạn đừng nên làm như vậy, ít nhất bạn phải ở những cái thành phố lớn á, bạn tích lũy trong túi các bạn 10.000 cho mình đi, hoặc là 20.000 rồi sau đó bạn đi đâu đi. Mà muốn như vậy là bạn phải có làm, muốn như vậy là bạn phải làm buổi chiều thì nó mới ra. Bây giờ mà nói đơn giản thôi, mấy bạn khác làm được sao em làm không được, đúng không? Một mấy đứa đó không có đứa nào có kinh nghiệm làm ở trong xưởng hết đó, trong nhà máy hết đó, trong nó chỉ làm đóng gói mấy cái hộp rồi đóng hộp mấy cái đó, ai làm cũng được, không có thông minh cũng chẳng cần sức khỏe gì, nó nhẹ nhàng vô nó làm nhẹ nhàng lắm, ai làm cũng được hết, đăng ký làm thôi đó, vô đó là rồi ok, cứ vậy mà làm thôi. Làm sao mà kiếm cái công ty nào mà thì tùy thôi, người nào mà không biết thì là ngồi nhà chơi, còn người biết thì cứ đi kiếm việc. Rồi xong đó, tích lũy xong mà nói cái tỷ 10.000 hay là 10.000, 20.000 gì đó, mua cho mình một chiếc xe rồi mà chạy. Mà còn lúc nào mà chưa mua qua thì phải thuê xe, hoặc là đi ké của người nào đó, đi ké thì đổ xăng cho người ta. Đó vậy thôi, đơn giản mà. Đúng không?
Rồi sau đó khi mà tích lũy được rồi đó, rồi xong rồi em phải nhớ là khi em qua đây đó là em cái visa của tụi em á là visa du lịch và đi làm là hai vé nha, hai vé rõ ràng đúng không? Thì em phải cho nó biết là em đi qua đi đi du lịch, có nghĩa là buổi sáng em có thời gian hoặc thứ bảy nhật em có thời gian em phải đi vòng vòng chơi. Tại sao mà anh nói là anh khuyến khích các bạn đi chơi? Tại sao mà phải đi chơi? Tại đi chơi mới hiểu về đất nước Úc, mới hiểu được con người Úc, lúc đó mới yêu thích cái đất nước Úc. Thì có dù các bạn có đi về Việt Nam thì các bạn vẫn có một cái ấn tượng rất là tốt về nước Úc đúng không? Còn nếu bạn thấy nó như vậy, cái chính sách của như vậy của xã hội thì nó tốt. Để mình có những cái trải nghiệm. Chứ tự nhiên cái đâm đầu vô sáng sớm bắt đầu 4-5 giờ sáng đi làm. Đi làm cái trời nó sáng, các bạn ở trong cái cánh đồng hoặc là bạn ở trong một cái công ty nào đó. Rồi xong rồi tới 5-6 giờ chiều về nó tối rồi, xong rồi bạn đi lên giường rồi sau thấy cuộc sống xong rồi chán chưa? Đó đúng không? Không phải vậy, mình nói muốn là các bạn trong cái mà buổi sáng á là các bạn được enjoy cái cuộc sống của các bạn. À ok, tôi đi làm khoảng 3 ngày hay 4 ngày gì đó. Rồi còn lại tôi đi vòng vòng, tôi chơi, tôi đi chỗ này chỗ kia. Rồi xong thứ bảy nhật thì thứ bảy làm cũng được, chủ nhật cũng đi vòng vòng chơi. Rồi đi gặp người này gặp người kia. Rồi tại sao mà anh nói với bạn nên làm như vậy? Thì cái câu mà mình hay nói nhiều á là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng á. Các bạn không đi vòng vòng, bạn đi, ví dụ như bạn vô nhà thờ thì bạn gặp người này người kia trong nhà thờ đúng không? Bạn đi nhà thờ Việt Nam thì thế nào? Thờ của bạn sẽ gặp mấy anh hoặc là mấy chị người Việt Nam. Bạn đi nhà thờ Tây đi sẽ gặp người Tây, đúng không? Rồi bạn nào đạo Phật thì đi vô chùa. Vô chùa nhiều khi gặp mấy cô mấy chú Tây ở trong đó nữa, hoặc là Việt Nam thì tùy các bạn thôi. Rồi sau đó đi vô thư viện thì gặp người này gặp người kia. Thì lúc đó cái mối quan hệ bạn nhiều thì bạn mới kiếm được người này kiếm người kia chứ đúng không? Tất nhiên mình không nói các bạn là mục đích đi qua đây để đi kiếm kiếm người yêu hay gì đó, nhưng mà vấn đề phải mở rộng cái mối quan hệ của bạn ra. Đó là một cách để cho bạn mở rộng mối quan hệ chứ, đúng không? Rồi sinh hoạt cộng đồng đồ này nọ nữa, đó đúng không? Rồi xong rồi đi chơi mấy thể thao nữa, đó. Ở trên nước Úc này sân đá banh nó nhiều vô kể mà không có ai đá banh hết. Thôi nói cho các bạn biết. Đó. Rồi, đó. Thì đó kế hoạch là như vậy, rồi em qua đây rồi em ráng cố gắng tích lũy ở một cái nơi nào đó thì các bạn tự xử tự biết cái đó thì các bạn tự kiếm việc. Còn nếu mà bạn nào mà cần mình giúp thì mình sẽ giúp cho các bạn như vậy. Thì coi như là tất nhiên là phía trước Huy Yên đã có rất là nhiều mấy bạn học viên của mình và cũng như là những người cộng sự của mình đã qua bên Úc rồi ha, rồi cũng đi làm cũng đi làm rất là nhiều, cũng kiếm được mỗi tháng là nói chung mình nói ra mấy bạn nhiều khi nói mình nói dốc á, mấy bạn nó mỗi tháng kiếm 10.000 luôn á, mình nói thẳng cho các bạn biết luôn á, 10.000 mình nói cho các bạn, mấy bạn nó làm 3 job buổi sáng, mấy bạn nó làm một job này là buổi sáng là làm, không phải là làm liên tục, thích làm thích nghỉ nghỉ à, làm khoảng 3 ngày hoặc là 2 ngày trong tuần thôi, là từ thứ hai tới thứ sáu á, và buổi chiều là làm thứ hai tới thứ sáu. Rồi đó là có bạn làm một ngày là 8 tiếng, có bạn là làm 3 ngày thôi, mỗi ngày làm 12 tiếng thì là 4 ngày còn lại nghỉ, rồi mấy bạn làm 5 ngày thì là 2 ngày cuối tuần nghỉ đó. À, buổi sáng một chóp, buổi chiều một chóp nha. Thứ bảy chủ nhật các bạn làm thêm một ngày nữa, làm một ngày thứ bảy hoặc một ngày chủ nhật để ngày còn lại đi nghỉ ngơi, và trong tuần cũng có nghỉ ngơi. Các bạn cứ làm liên tục cho mình, tích lũy trong vòng 2-3 tháng cho mình trước đi, rồi sau đó bạn có tiền mua xe, rồi sau đó bạn tích lũy được đóng tiền. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, trong túi em có khoảng 10.000-20.000 và em có chiếc xe, em muốn đi đâu thì đi trên vòng quanh nước Úc này, em thấy tự tin không? Hoặc là em muốn đi bất cứ như nào, em muốn đi phỏng vấn lúc nào cũng được, em muốn đi làm lúc nào cũng được, có xe em chạy lang thang giống như ở Sài Gòn em, mà giống như ở Việt Nam thôi, em có chiếc xe hai bánh, không phải bây giờ cho em chạy vòng vòng Sài Gòn em không có sợ nữa không? Dạ. Không, đi chen vậy thôi, đâu có gì đâu khác đâu. Dạ. Như vậy thôi các bạn. Em đi xin việc em không có xe, em đi gọi gì? Gọi Grab đúng không? Dạ. Ở bên này gọi Uber, Uber. À, nó đâu có bất tiện lắm, nó tốn tiền các bạn nhiều thứ lắm đó. Nên... Rồi. Ok, đó, xong rồi. Xong hết rồi đúng không? Bạn hiểu được cuộc sống ở đây rồi đúng không? Ở một cái thành phố như Melbourne đi, nơi mình đang sinh sống đây. Rồi sau đó thì bạn cứ đi lên farm, mà farm thì mình cũng đã có những cái farm mà cách mình khoảng 2 tiếng hay 3 tiếng bạn chạy xe thôi. Chạy lên đó làm, thích thì cuối tuần chạy về đây chơi. Thích thì ở trên đó làm luôn 2-3 tháng gì đó, còn thôi tháng chạy về đây chơi vài ngày rồi chạy lên lại. Đó, chạy xe tốn có 2-3 tiếng chạy xe à, bên này chạy đường trăm chạy bo đi lên luôn. Rồi xong rồi lên trên đó kiếm chỗ ở gần cái farm, rồi sáng sớm chạy xe đi làm. Rồi chiều về, sướng hơn không? Còn thôi phải nhờ người khác chở. Rồi xong rồi nhờ vả người ta nữa, nó phiền không? Rồi bạn không biết lái xe nữa,
Rồi xong rồi cũng đời phụ thuộc vào người khác nữa, sống bằng thân phận tầm gửi nữa. Thấy là cuộc đời không có chân à? Không có cái chân, đi chân vậy thôi. Rồi ở farm rồi còn lại nó đi xe bus ra farm thôi, thôi khỏi nói luôn rồi mấy bạn, thôi thôi cuốn gói đi đi luôn chỗ khác không thôi. Ở đầu ra xe bus tới farm. Không thôi bạn nói thôi đi thuê tài xế riêng chở bạn đi. Rồi ok, đó là mình nói đó. Thì mấy bạn nào theo một số bạn mình thấy là qua đây một cái là bơm liền lên trên farm được cũng không sao hết, không sao hết, tùy tùy theo các bạn thôi. Nhưng mà bạn thử nghĩ đi, lên farm thì làm sao bạn bạn học được một cái gì đó ở một thành phố lớn, thì coi như là bây giờ mình lấy những cái bạn cộng sự của mình rồi này nọ, thì mình đã mấy bạn đó rồi, là coi như là mấy bạn đó đã quen mình từ trước rồi, mình đã hướng dẫn và mình đã ấy mấy bạn, nói chung mình đã training mấy bạn đó rồi. Bạn Quyên này là từ đầu tới cuối đó. Bây giờ bạn Quyên qua đây sẽ làm một cái gọi là một cái bức tranh cho các bạn, hoặc là một cái bức tranh giống như tờ giấy trắng á, rồi đi qua đây làm từ đầu á, rồi mình sẽ coi cái hành trình của bạn Quyên rồi mấy bạn khác làm theo đi, các bạn thấy. Tự nhiên trong túi mình mỗi ngày bạn tích lũy kinh nghiệm tăng lên, rồi buổi sáng bạn đi làm bạn thêm thời gian để kiếm thêm nhiều nhiều tiền, rồi xong rồi học thêm một kỹ năng, hai ba kỹ năng nữa, sau này các bạn làm thôi. Ok chưa? Rồi ok, cảm ơn Uyên. Uyên còn có gì gửi cho mấy bạn, gửi lời cho mấy bạn nào mà đủ điều kiện mà không có dám nộp, hay là không biết không? Không biết có cái loại visa mà cực kỳ rẻ dưới 20 triệu mà các bạn có thể có visa đi qua Úc, thấy tuyệt vời không? À đúng rồi, mình nói trước khi Uyên chia sẻ ý cuối cho các bạn thì mình nói với các bạn là mình cũng giúp cho mấy bạn nào mà bạn nào tư vấn với mình á thì mình giúp thôi, còn mấy bạn khác thôi mình không giúp đâu. Nói chung mình nói thẳng luôn á. Tại vì sao? Mình không có nhiều thời gian đó các bạn. Mình giúp được bạn nào thì mình mong muốn là bạn đó thành công thôi. Còn mấy bạn khác thì mấy bạn tự bơi. Các bạn tự bơi thì các bạn cố gắng, các bạn bơi cho nó tốt. Ok. Rồi thì giúp cái gì là qua đây lo chỗ ở nè, cho những ngày mới qua rồi này nọ thì mình sẽ lo mấy chuyện đó cho mấy bạn. Rồi mình giúp được bạn nào thì mình giúp thôi. Ok. Rồi xong rồi việc làm là mình cũng giúp luôn. Đó. Ok. Thì hôm bữa mình nói với Uyên rồi. Có thể là tùy Uyên thôi. Nhưng mà mình mong muốn là đó khoảng chừng 3 tháng tới 6 tháng là Uyên làm sao mà ổn định được cái cuộc sống, là có xe, có nhà, có này nọ, có chỗ ở rồi này nọ xong hết. Nếu được thì ba hoặc mẹ đi qua thăm em cái là tuyệt vời luôn á. Cái đó là mình rất là mong muốn. Con cái rồi thì rất là tuyệt vời. Cho ba mẹ đi cho vui. Ok, rồi em gửi lời gì cho các bạn đi. Các bạn nghĩ dưới 20 triệu không thể đi qua Úc được. Dạ. Thì mình khi mà mình nộp, mình chọn nộp muốn đi á, thì cái điều kiện của mình lúc đó nó cũng gặp nhiều khó khăn á, về tiền cũng không đủ, về sức khỏe và các thứ mình cũng chưa biết gì hết trơn luôn. Nhưng mà mình lại có một cái niềm tin á, là cái gì mình không biết á thì sẽ có người đi trước, người ta cũng có thể chỉ cho mình, hoặc là mình cứ đi tìm, mình cứ đi hỏi rồi nó sẽ có đường. Nên là mình cứ mò mẫm gì đó, mình tìm cái người mình hỏi rồi mình tìm cách mình làm, thì sau nửa năm thì mình cũng nộp được và mình đạt được mục tiêu của mình. Nên là mình thấy mấy bạn nào mà mình còn trẻ dưới 30 tuổi thì Úc là một trong những 10 nước đáng sống trên thế giới. Thì các bạn muốn rồi thì mình cứ làm thôi. Mình cứ làm thôi rồi mọi nguồn lực nó sẽ hỗ trợ mình hả. Nên là cũng không có gì mà chần chừ. Rồi ok, cảm ơn Uyên. Thì đó, các bạn mà không chịu làm thì có người khác làm. Giống như cái visa này nó cũng giới hạn một ngàn xúc. Thì không lẽ mà các bạn không lọt được vô trong cái số 1.500 đó. Đúng không? Không có thì đợt sau thôi, năm sau thôi, nó tùy các bạn sớm thì có được thôi. Ok rồi, ok, bây giờ anh sẽ đi vô trong cho em coi mấy bạn làm nè. Mấy bạn nữ cũng làm, mấy bạn nam cũng làm. Đây bây giờ là hai giờ mấy bên đó rồi. Đây cái nhà, đây trước mặt mình là cái nhà này, mình đang sửa cho cái nhà này cũng bị bán. Đây. Cây này cây ô liu. Trên đầu mình có máy bay các bạn. Máy bay này Uyên nó cũng ghiền máy bay, sắp bay rồi. Đâu rồi máy bay? Bay trên đầu mình. Ở đằng xa xa kia là bạn thấy không? Có cái nhà nó đang xây ở đây.
Rồi giờ mình vô đây ha. Đây. Tháng 8 đúng không? Ngày 28 hả? Làm hồi sáng là làm mấy cái ở bên ngoài, bên này bây giờ là bên trong. Rồi nó bên trong. Ngoài kia có một cô đang đứng ngoài, cô thông. Ok, nó như vậy á. Làm hết toàn bộ nhà, nhà này người ta bán mình sửa lại. Chỗ nào nó hư là mình sửa lại hết. Rồi. Ok, đó. Mình gửi tới cho các bạn để các bạn biết đó, là nói chung là qua Úc đó. Buổi sáng giống như hồi nãy anh nói đó, đúng không? Buổi sáng đi qua đây phụ thì giờ này cũng là 2 giờ mấy rồi nè. Không tới ca chiều rồi. Ca chiều rồi bắt đầu đi làm vô nhà máy làm tiếp. Nhà máy nhiều bạn cũng nói nghỉ làm dây chuyền thôi, ở bên Úc này làm thật sự nó rất là nhẹ. Đó, vô đi làm xong rồi tối về nhà nghỉ, nghỉ sáng tiếp tục chiến đấu tiếp. Giống như bạn bạn Thông này đi. Bạn Thông này là đầu bếp nè. Bạn này coi video này nhiều của mình là biết bạn Thông rồi. Đầu bếp bây giờ chuyển qua làm thợ sơn hồi nãy không? Nói chung là bạn có biết không thôi à. Có biết có chịu làm hay không à? Một tuần Thông được nghỉ có 2 ngày à. Bữa nay là đi phụ mình, ngày mai đi núi tuyết. Đâu. Rủ hết miền vàng bếp đi núi tuyết. Đi qua đây, nếu bạn nào đi qua đây mà còn tuyết thì lên núi tuyết chơi cho biết. Cái visa này là cái visa để bạn đi chơi. Rồi sau mình đi làm. Nói chung là còn trẻ, tụi em dưới 20-30 tuổi là tụi em cũng trải nghiệm hết tất cả các loại nghề. Để tụi em mới biết được cái nào là tụi em thích. Chứ nhiều người nói rồi rồi thôi làm một việc thôi, đừng làm nhiều việc, đó là sai nha. Giờ các bạn đâu có biết bạn thích cái gì đâu. Phải trải nghiệm nhiều mới biết nhiều được. Mới biết là mình thích cái gì. Phải vô bếp nấu coi, có biết bếp không? Đó. Đó, bạn Thông này là mai mốt bạn nào qua mà muốn làm bếp, Thông bây giờ sắp làm manager rồi, đừng giỡn nha. Mai mốt muốn xin việc phải bước qua xin Thông, chứ không giỡn đâu. Đừng giỡn chứ Thông. Thông mai mốt cái gì cho anh vô làm phụ bếp nha Thông. Nếu anh không có việc làm. Không giỡn đâu, anh quản lý hai tiệm đó, chứ một tiệm thôi. Đừng giỡn, làm tiệm Hàn Quốc á, thấy không? Hai phôi á, sáng qua nè. Ồ. Rồi đừng bỏ này nha, đừng bỏ đi lên nó làm đồ bếp nha. Đó, bạn. Thông làm đồ bếp được 5 năm rồi đó hả Thông? 5-6 năm nữa, 5-6 năm nữa. William Landing. Cái khu William Landing là 2 năm trước anh đã nói mấy đứa rồi đúng không? Nhà lên 1 triệu đô rồi, mà khi lúc đó người ta mua có 300 mấy 400 rồi. Nhớ chưa? Đó, cái khu đó là đi ra thẳng freeway luôn đó. Mấy đứa để ý mấy cái chỗ đó, mấy cái vùng đó. Đó các bạn. Rồi ok thì thôi, chào em nha. Bây giờ tiếp tục, bây giờ dẫn hai bạn đi. Mấy bạn làm đây nhưng mà mấy bạn cũng làm kinh doanh đó, chứ không phải làm đây đâu. Cái này là chỉ có training cho các bạn biết cho vui thôi á. Thực chất còn mấy bạn đang đi training á. Bây giờ là mình sẽ dẫn hai bạn đi qua bên công ty môi giới bất động sản để mà coi mấy căn nhà cho các bạn. Mấy bạn đầu tư, các bạn thuê nhà để các bạn làm Airbnb. Đó, mấy bạn này là học bất động sản Úc với học bất động sản Việt Nam. Thông này học coi như tất cả khóa học của mình, Thông học hết rồi. Thông thuộc loại nó chịu học lắm. Rồi ok. Thôi chào mọi người nha. Hẹn các bạn sau. Rồi thôi, khi nào anh cần thêm thông tin thì anh sẽ nói em alo tiếp. Ok. À đúng rồi, khoan, anh chặn thêm một cái nữa trước khi kết thúc. Là thứ bảy, chủ nhật em là ngày rảnh nhất đúng không? Dạ. Thứ bảy, chủ nhật á, thì em hồi xưa là em phải đi học lái xe đúng không? Em đi học lái xe rồi đúng không? Dạ, xong rồi, em xong lái xe rồi. Rồi, em gọi hỏi ông thầy đó, coi có ai gần chỗ em không? Em giống như em muốn thực tập thêm á, em nói thầy biết á, là ok, em muốn thực tập thêm một tuần, là em muốn thực tập thêm 1-2 tiếng, em hiểu không? Để em thực tập, em mượn xe của những người đó, em thực tập thêm để cho tay lái em nó cứng lên. Ok. Rồi. Đó, này căn dặn mấy bạn nào sắp qua cẩn thận. Ok. Tập trước Việt Nam cho nó chắc đi. Nó cứng thêm một xíu nữa. Rồi, nói chung lái Sài Gòn xong rồi coi như là ở nơi nào trên thế giới cũng lái được hết luôn á. Sài Gòn luôn. Tạm thế giới. Dạ. Anh là Việt Nam là anh không bao giờ lái được ở Sài Gòn. Anh chỉ lái được ở Biên Hòa thôi. Sài Gòn nó phức tạp và nó đông nhiều. Em cũng đang không nghe rõ. Mà lái ngoài á.
nó hơi mắc nhiêu ta? 2 tiếng 400 ngàn thôi ta. Bữa em hỏi. Thì nếu mà em cứ chọn thôi, có thể em đi lên mấy cái group á, em coi có ai mà cho thuê xe hay là gì đó không, thì hoặc là em nói chung em lên em tìm cách nào đó đi. Nói chung bây giờ anh không có cái giải pháp cho em là anh không ở đó, nhưng mà em thuê nói được thôi. Thì đó, em thuê kiểu đó để em tập lái hay gì đó, thì nói chung không phải tập mà là em lái cho nó quen thôi. Còn à, thôi em... thì coi có cái anh nào đó mà quen, hay là em cứ hỏi mấy anh trong công ty hay là sếp gì đó, hỏi có ai để mà tập thêm để cho tay lái nó cứng hơn thôi. Nói chung bây giờ em mong muốn em cái đầu em nó sẽ suy nghĩ nha, chứ không phải anh là giải pháp đâu. Anh suy nghĩ thôi à. Rồi ok rồi, thôi chào và hẹn gặp lại. Rồi chào. Em cảm ơn anh Tâm nha. Dạ, em chào anh ạ. Rồi bye bye. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.